Nhưng mày tôi lo được em ơi. Ui nó có kìn nó rảnh háng kìa. Xíu. Gì má. Ui thêm con Nidalee nữa. Ui ăn cái lao kìa. Ui. Ui không có né được. 15 giây mỗi tele mày ơi. Gì vậy? Thế mà sao giờ chia tách rồi? Nope. Thế thôi, tôi đi mid luôn. Đi mid luôn, thằng Slay nó đi top rồi thì mình đi mid luôn. Mình mid. Ok. Thế thì tôi lại AD. Đơn giản mà, tôi là người đơn giản. Đi đâu tôi cũng chịu hết á. Video games, he had to become video games. Chắc phải lên cái khiên quá. Phải lên khiên quá tại vì hai con này nó diệt máu ghê hơn. Với sai ăn kiểu gì à? Thằng ta bay dưới mà đi ăn lên trên thì nào chứ thằng Nina nó cũng Nina ăn low nha. Bọn tôi giúp low đó. No 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 no. Ui. No 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 no. À lại hit trượt không à? Nãy giờ hơn nó có hai lính. Ok. Không đi cùng Slay thấy game đấu nó dễ dàng hơn nhiều đúng không anh em? Không đi cùng Slay là thấy game nó dễ dàng hơn nhiều đó. Đeo. Ừ, hết tốc biến. Đeo. Ui, mất một tốc chủ. Ai 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 ai, đấy sai. Me. Help. Nope. Đấy. Mình bị cản về rồi. À mày có lính cản mình về chứ, tức thật, một giây à. Về luôn rồi đấy, kệ hai bạn về luôn đấy, mà con lính cản. Mặc dù ra cứu thì thấy giống giết được con Nida quá nhưng mà mình đã quyết định về từ đầu rồi. Ping cái gì, cái quay to bự á. Cái quay bự chảng á, ping cái gì, tôi thấy rồi. Tôi giữ trong cái quay đẹp để ông ganh là được, ông ping ping lùi. Tôi đâu cần ping lùi. À, tôi bị đập cái rồi, tôi bị đập cái rồi em ơi. Tê lê. Ai gì vậy? Tôi ping con support mà không nghe. Thằng chỗ bạn ơi. Tanh hơn rồi, lùi lại xíu nào. Quay lại nào. Ui sao. Phải rất sai tanh được hay vậy? Tôi tanh mà ta. Ui ba mươi mấy máu kìa. Ui e vào luôn. Không sao nhá anh em, cái mày tôi lo được. Rất sai ổn không vậy? Mày tôi lo được em ơi. Ui nó có kìn nó rảnh háng kìa. Cứu. Gì má. Ui thêm con Nida nữa. Ui ăn cái lao kìa. Ui. Ui không có né được. 15 giây mỗi tele mày ơi. À ha ha. Ui tì đẹp kìa. Ua. Đẹp rồi, đẹp, đẹp rồi đi. Xin nhá. Ui hay quá. Ui tôi quy kìa. À tôi quy non quá anh em ơi, quy trúng được rồi. Có bẻ trụ được luôn không ta? Chắc được á. Gì vậy? Slay solo kill hả Slay? Gì được ganh mà. Cần Slay solo kill chứ. Chỗ say cả đống lính kê phi luôn. Xàm thiệt. Ai mình gà đó. Ai thằng này làm gì nè ông ơi.
Thôi điên tốc thật đây điên boss nè. Cái team này tí bất tử đấy anh em ơi. Cái team ai tiếp con Nezzy bây giờ. Anh có Nezzy ở trong No Way sợ luôn. Cứu cứu cứu. Giật cá mình W không mất máu. Thế là mình sợ. Thế mà mình sợ. Rồi rồi rồi. Nhá không rờ lên này, chưa có rờ, chưa có rờ. Rồi nha. Thằng này nó có cái chưa có danh à? Yếu á. Con Ezreal nó chiến, con Ezreal nó chiến. À. Rồi nha. Gì à Goki? À, con Nezreal nó non. Ủa sao mình trúng cái gì của Nida đấy? Vãi nổi trúng cái quy của Nida mà không để ý luôn chứ. Con Nida nhảy thẳng vào mặt luôn. À, con Nezreal nó non, không có gì hết rồi. Tạm mít băng trụ này anh em ơi. Ui, vẫn trượt. Đánh cho hiểu vấn đề. Đánh cho hiểu vấn đề luôn mà. Khi mà Slay không support, thằng AD nó đánh nó kiểu lên luôn á anh em. Có thằng Slay support không hiểu sao AD mình lại thọt nha. Thọt đâu. Mang tiếng là support vô địch nhiều nhất Việt Nam. Ui, đánh cho hiểu vấn đề. Con AD này cũng bắn cho hiểu vấn đề luôn. Bot này chưa vô địch nhiều nhất Việt Nam qua đây. Bắn cho hiểu vấn đề. Đây rồi. Có hai ra chắc mình không chết đâu. Có không phép luôn rồi. Có 5 không phép. Có nhiều hạt thông nổ quá. Run red ghê lên đấy anh em. Đừng nó ở ghê chắc không ai làm gì con đấy đâu. Đi run red thôi. Ủa có cái lấy hàng xong còn núp đâu ta. Địch bắt ai ta. Mới hiện boss lại đi về rồi. Lòi ra kìa. Biết lên anh em ơi. Đi ra gần đây, giờ đi. Boss luôn đó Slay ơi, đi mình biết rồi. Đi này. Bắn cho hiểu vấn đề. Con xe à tôi. Con Ezreal này khỏe quá rồi. Ai cản được đây. Ê, cá sấu này. Bắn cho hiểu vấn đề, bắn cho hiểu vấn đề, bắn cho hiểu vấn đề. Để tao, để tao thằng này. Để tao thằng này. Con Ezreal này sao? Đấy không biết là có thằng Jisoo với thằng An nó ngồi coi không ta. Đánh mà không để mà thay được chúng nó nữa. Đánh mà không để mà thay được chúng nó nữa. No Way team view rồi, No Way team view gì, No Way làm sao đánh được những fan như vậy anh em. No Way nó đánh, nó chỉ có ngồi chờ team địch lao vào rồi nó bắn thôi, chứ nó không có lao vào nhà đơn địch bắn đâu.